Bà Đàm, mọi người định đi đâu đấy? Vương Đại Thẩm, cháu gái nhà họ Hàng xa của chúng tôi đang chuẩn bị về Kinh Thành. Đừng đến Kinh Thành. Không thể đến Kinh Thành đâu. Vương Thẩm, có chuyện gì sao? Đường từ huyện Bình Dương chúng ta đến Kinh Thành đã bị chặn bởi một nhóm dân chạy nạn rồi. Cô ấy là con gái nhà lành, nếu cứ quay về như thế, em là gặp nhiều nguy hiểm. Dân chạy nạn ư? Sao gần đây lại có dân chạy nạn? Vài tháng trước, ở Phú Thiệu Châu gần Phú Lô Châu chúng ta, nạn châu chấu bùng phát trong một đêm, là mùa màng thất thu. Thế nên xuất hiện rất nhiều dân tị nạn. Châu chấu ư? Đại Ngụy chúng ta đã lâu không có nạn châu chấu rồi. Đúng thế, cũng không biết vì sao lại xuất hiện nạn châu chấu này nữa. Lúc này, Đàm Tam Nguyên, Tiểu Thất Nguyệt và Trác Nghiêu Quân bước ra, tình cờ nghe được câu này. Đàn Thẩm, không sao đâu ạ, chỉ là một vài người dân gặp nạn mà thôi. Trên đường đi qua con cho họ một ít tiền là được rồi. Không được đâu, càng như vậy càng không thể cho họ tiền. Con người một khi đã đói, cái gì cũng có thể ăn được. Đừng nói là bạc, đến câu họ cũng có thể ăn ấy chứ. Trác Nghiêu Quân nghe thấy thế, liền sợ hãi. Trước đây cô đã nghe nói nạn đói rất đáng sợ, giờ lại càng sợ hơn. Nghiêu Quân, đừng sợ, hay là chúng ta cứ ở lại đây đã. Trác Nghiêu Quân do dự, không trả lời. Mẹ, hay là để con mang theo vài người đưa Trác cô nương về nhé. Không được, Tam Nguyên, nếu con đi rồi xảy ra chuyện thì phải làm sao? Giờ bên cạnh con còn có vài thị vệ võ công cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ vẫn không yên tâm, đợi cha con về rồi chúng ta từ từ bàn bạc. Vâng, thưa mẹ. Vậy là việc Trác Nghiêu Quân quay về tạm thời bị hoãn lại, đến chưa? Ông Đàm vừa nghe kể lại, liền đồng ý với Đàm Tam Nguyên. Cứ để Tam Nguyên đưa Trác tiểu thư về đi. Cha tụi nhỏ à, đường đi nguy hiểm biết bao. Tôi biết bà lo lắng cho bọn trẻ, nhưng bọn trẻ bây giờ đã lớn rồi, không thể cứ vì chút chuyện nhỏ mà lùi bước được. Dù sao Trác tiểu thư cũng là con gái nhà quyền quý, nếu ở lâu bên ngoài, cũng không biết sẽ truyền ra bao nhiêu tin đồn xấu. Bà Đàm nghe ông nói thế, liền cảm thấy có lý. Tôi đồng ý để Tam Nguyên đi. Ngoài việc của Trác tiểu thư, còn có một chuyện khác. Còn có chuyện gì sao? Mặc dù nói con người khi lâm vào nạn đói, chuyện gì họ cũng có thể làm ra được, nhưng những người dân đó cũng giống như chúng ta, đều là những người nông dân hiền lành lương thiện. Nếu lần này không có châu chấu, có lẽ bây giờ họ đang ở nhà, ăn trưa đoàn tụ cùng gia đình. Xuân mai, chúng ta đều là người cực khổ vươn lên, cũng từng chịu đói, từng khổ vì đói. Có câu nói rằng, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chính là câu này đúng không, Tam Nguyên? Cha nói đúng đấy ạ. Tôi chưa từng đọc sách, nhưng vẫn hiểu câu nói này. Nghèo cho sạch rách cho thơm, một khi đã khá giả cũng nên ra tay giúp đỡ thiên hạ. Giờ gia sản nhà chúng ta cũng đã lớn mạnh, tiền trong tay em là mấy đời cũng không dùng hết. Không bằng chúng ta bỏ ra một ít giúp đỡ những người chịu nạn đó, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn này. Bà Đàm thấy có lý. Cha tụi nhỏ, ông nói đúng. Tôi hiểu ý ông rồi. Ông muốn để Tam Nguyên đưa Như Quân về, đồng thời mang theo tiền giúp đỡ người bị nạn. Chỉ là không biết Tam Nguyên có bằng lòng không. Đàm Tam Nguyên nghe hai người họ nói chuyện, cũng rất cảm động. Không ngờ cha mẹ mình lại còn nghĩ chu đáo đến vậy. Cha, mẹ, con cũng đang có ý đó. Vậy được, cha mẹ đi chuẩn bị một ít đồ để Tam Nguyên mang theo. Mặc dù bà Đàm vẫn có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến lời ông Đàm, bèn hạ quyết tâm. Tiểu Thất Nguyệt đứng một bên vội vàng nói. Cha, mẹ, con cũng đi. Không được, con không thể đi được, nguy hiểm lắm. Mẹ ơi, để con đi đi mà, con có thể tự chăm sóc bản thân. Không được, con cứ ở nhà với cha mẹ đi. Mẹ cho con đi đi. Bà Đàm đanh mặt, vẫn không đồng ý. Mẹ, Tiểu Thất Nguyệt đi cùng con cũng được, lúc về con cũng sẽ dẫn muội ấy theo. Xuân mai, cứ để Tiểu Thất Nguyệt đi đi. Tiểu Thất Nguyệt của chúng ta vẫn luôn may mắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa có nó ở đó, tôi cũng thấy yên tâm. Bà Đàm nghe thấy thế, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng cũng đồng ý. Thất Nguyệt, xe ngựa của Tam ca của tỷ còn có người khác sao? Mê mơn, Lục ca của tỷ cũng ở trong đó. Huynh ấy bảo không yên tâm về tỷ và Tam ca, nên lén leo lên xe đi cùng chúng ta. Lục Cân lén chạy ra ngoài. Đàm Thầm Thầm sẽ không lo lắng chứ? Không đâu, lúc nhỏ tỷ và Lục ca cũng thường lén chạy ra ngoài thế này. Vậy thì tốt, không ngờ lúc nhỏ hai người lại dũng cảm thế. Tiểu Thất Nguyệt nói đúng, bà Đàm sớm đã quen với việc mấy đứa nhỏ lén bỏ đi rồi, hoặc có lẽ đang nghĩ đến điều đó từ lâu rồi. Hesi, con cái lớn rồi không thể giữ được nữa anh. Tiểu Thất Nguyệt và những người khác ngồi xe ngựa xuyên đêm, cuối cùng đã đến huyện Thanh Phong, nơi gần dân chạy nạn nhất. Thư huyện lệnh sải bước đến trước mặt Đàm Tam Nguyên. Hạ quan bái kiến Đoan Vương điện hạ. Bái kiến Đàm công tử, không cần đa lễ, hôm nay làm phiền thương đại nhân rồi. Không phiền ạ. Đoan Vương điện hạ và Đàm công tử mang tiền đến cứu nạn, nhưng Bồ Tát sống đối với người huyện Thanh Phong chúng tôi, hạ quan cảm ơn còn không hết. Khách khí rồi, lần này ta đến cứu nạn, ngoài thay mặt nhà họ Đàm, cũng thay mặt cho hoàng huynh ta và các hoàng tử đại ngụy, họ đang ở kinh thành, rất xa chỗ này, ta tới trước để giúp đỡ tình hình cấp thiết trước mắt. Đoan Vương điện hạ đi đường vất vả rồi, ngài hãy nghỉ ngơi trước đi ạ. Đây là Đoan Vương phi tương lai của ta, còn có một vị là tiểu thư phủ thừa tướng, xin thương đại nhân để mắt nhiều hơn. Thương huyện lệnh vừa nghe là tiểu thư phủ thừa tướng, lập tức ngẩng đầu nhìn Trác Như Quân, vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ lại có thể gặp người của phủ thừa tướng. Ở đây, hạ quan hiểu rồi ạ. Thương huyện lệnh, lần này mở cửa thành phải hết sức chú ý. Đừng để mấy tên thổ phỉ lẻn vào. Vâng, thưa đàm công tử, con phải chuẩn bị thuốc và đồ dùng. Con phải phái người canh gác. Đừng để dân làng đến gần. Đàm công tử, làm thế để làm gì ạ? Thời tiết dạo này nóng bức, dễ mắc dịch hạch. Thế nên vẫn nên đề phòng thì hơn. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Ông vừa nói xong, một chàng trai trẻ bước vào. Đại nhân, Đoan Vương Điện Hạ, Đàm công tử, vị này là học trò của tôi, họ Phùng, là sư gia ở nha huyện chỗ chúng tôi. Bình thường lúc tôi không được khỏe, mọi chuyện đều do cậu ấy xử lý. Nếu hai vị có chuyện gì, có thể nói với cậu ấy. Được, vất vả cho Phùng sư gia rồi. Điện hạ khách khí rồi, đều là việc hạ quan nên làm. Mọi người bàn xong việc cứu nạn, liền quay về phủ. Đại nhân, Điện hạ, hôm nay hai vị tiểu thư ra khỏi phủ, giờ vẫn chưa thấy quay lại ạ. Xuất phủ ư? Xuất phủ từ lúc nào? Khoảng 2 giờ rồi ạ. Nếu chỉ đi dạo trong trấn, chắc sẽ không mất đến 2 giờ đâu. Đại nhân, đúng vậy ạ. Hay là chúng ta ra ngoài tìm thử xem? Không cần đâu, chúng ta cứ đợi thêm lát nữa. Nếu qua 2 giờ nữa, họ vẫn chưa quay lại, vậy thì hắn đi tìm. Nhưng gần đây có dân chạy nạn, có nguy hiểm quá không? Thương đại nhân vô cùng lo lắng. Nếu như tiểu thư nhà thừa tướng xảy ra chuyện gì ở chỗ ông ta, vậy thì đời này của ông ta coi như chấm hết. Thương đại nhân, đừng lo lắng, muội muội nhà ta tự có sắp xếp. Đàm Lục Cân lớn lên cùng tiểu Thất Nguyệt, đương nhiên rất hiểu tính cô, biết cô sẽ không vội vã làm việc gì. Thương huyện lệnh thấy họ nói thế, cũng không khuyên tiếp nữa. Giờ ngươi đi quanh đây tìm thử xem, nếu thấy bóng dáng hai vị tiểu thư, liền quay về đây báo cho ta biết. Phùng sư gia gật đầu, tranh thủ lúc Đàm Tam Nguyên và Đàm Lục Cân không chú ý, đã quay người rời khỏi thương phủ. Bà ơi, sao bà lại ở đây một mình thế à? Phu quân, là ông sao? Ông về rồi đấy à? Bà ơi, bà nhìn kỹ lại xem, con không phải phu quân của bà. Bà lão dần tỉnh táo lại, nhìn kỹ tiểu Thất Nguyệt. Đúng thế, con không phải là ông ấy. Hóa ra chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Khụ khụ khụ. Cô nương, con có nước không? Có thể cho ta ít nước uống không? Đã mấy ngày ta chưa uống nước rồi. Chắc muội muội mau mang nước và thức ăn sang đây. Chắc như quân nghe thấy, liền bước nhanh tới, đưa bánh và nước cho bà lão. Bà lão bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô nương, cảm ơn hai con nhé. Nếu không có các con, chắc hôm nay ta đã đói chết rồi. Bà ơi, trong làng này đã không còn ai nữa rồi. Sao bà lại ở đây một mình thế này? Hê Si, sau khi có nạn châu chấu, cả nhà ta chạy nạn về phía nam. Nhưng khi đến nửa đường thì... Giữa đường xảy ra chuyện gì vậy ạ? Đến nửa đường, con trai và con dâu chê ta tuổi đã già, là gánh nặng cho chúng nó, thế nên vứt ta ở lại. Sao có thể? Dù có thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ rơi mẹ ruột mình vậy chứ. Là ta mệnh khổ, đã quá chồng khi còn trẻ, một thân một mình nuôi đứa con này khôn lớn. Ai biết được cuối cùng nó lại vứt bỏ ta chứ? Bà lão nói xong thì nước mắt chảy dài. Hey Si, nhưng vứt bỏ thì vứt bỏ, ta sẽ không liên lụy đến chúng nữa. Bà ơi, không phải bà đã rời khỏi đây rồi à? Sao bà lại quay lại thế? Ta cứ nghĩ, dù gì cũng không có nơi nào để đi, không bằng cứ quay lại đây. Dù sao thì cũng chết, nói không chừng có thể ở đây đợi phu quân đã chết của ta về. Chắc như quân lắng nghe, rất cảm động, xót thương cho bà lão mệnh khổ này. Nhưng tiểu Thất Nguyệt lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô tiếp tục hỏi, bà ơi, nếu nói như thế, từ khi nạn châu chấu bùng phát, bà vẫn luôn ở đây đúng không ạ? Đúng vậy, ta vẫn luôn ở đây. Trước khi châu chấu đến, làng mọi người có xảy ra chuyện gì lạ không ạ? Cũng không có gì. Thế có người nào kỳ lạ đến đây không ạ? Người kỳ lạ thì không có, nhưng quả thật là có một người bên ngoài đến, trông có vẻ nhẹ nhàng yếu đuối, có học thức, thoạt nhìn như người có học. Cậu ta nói mình là thư sinh, đến dạy học cho đám trẻ con ở làng chúng tôi. Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy chỉ mới ở đây được vài ngày, nạn châu chấu đã tới rồi. Thầy giáo ư? Bà ơi, trùng hợp thật. Thầy giáo kia tới chưa bao lâu thì nạn châu chấu đã tới. Đúng vậy, vì lúc đó trong làng có thầy giáo, nên mọi người đều rất vui mừng. Khi nạn châu chấu kéo đến, con dâu ta vẫn còn nói, mới tốt lên được mấy ngày đã hỏng cả rồi. Bà ơi, bà có còn nhớ thầy giáo đó có điểm gì khác lạ không ạ? Nhắc đến điểm khác lạ, quả thực là có điểm khác với những người khác. Nói về dung mạo, cũng khá nổi bật,
không khác gì mấy công tử giàu có ở kinh thành. Chỉ là xung quanh cậu ta có một luồng khí bao quanh như ma quỷ, cũng giống như Bồ Tát trên trời vậy, là thần tiên mang đến phúc khí cho thôn làng của chúng tôi. Tiểu thất vừa nghĩ lại, chắc người này không phải thần tiên mang lại chuyện tốt gì đâu, mà là ác quỷ mang đến tai họa thì đúng hơn. Bà ơi, vậy thầy giáo đó đi đâu rồi à? Sau khi có nạn châu chấu, mọi người vội vã di tản. Vị thầy giáo đó chắc đã chạy nạn cùng với mấy dân làng rồi. Tiểu thất Nguyệt không hỏi tiếp nữa. Nếu cô đoán không sai, người được gọi là thầy giáo này rất có thể là người hôm đó cô gặp ở Thanh Sơn. Hai vị cô nương, hôm nay đã tạ các con nhiều. Bà ơi, không cần khách khí đâu ạ. Vừa rồi bà đã cảm ơn rồi, không cần phải cảm ơn nữa đâu ạ. Cô nương, ta không còn đồ gì khác, chỉ còn lại mấy đồng tiền này. Nếu các con không chê, thì nhận lấy nhé. Bà ơi, bà giữ lại đi, có ít tiền này cũng tốt, giờ đang trong nạn đói. Các con còn trẻ, đi xa vẫn cần phải dùng. Còn ta đã già rồi, ở lại nơi cằn cỗ này, giữ nó cũng chẳng ích gì, cũng tránh để đứa con trai bất hiếu của ta biết trong tay ta còn tiền, sẽ quay lại tìm ta. Bà lão chua xót nói, nhưng cuối cùng Trác Như Quân vẫn không nhận lấy. Tiểu thất Nguyệt Nhân lúc họ đang nói chuyện, nhìn những cánh đồng đã khô hạn từ lâu, cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời vẫn đang nắng chói chang, bỗng đổ mưa. Mưa rồi ừ, trời ơi, cuối cùng trời cũng mưa, tốt quá rồi, chúng ta không cần chịu đói nữa, cuối cùng cũng không bị chết đói. Thất Nguyệt, nếu như có thể xóa đi nạn đói ở ngôi làng này thì tốt rồi, nói không chừng sắp tốt lên rồi đấy, nhất định sẽ tốt lên mà. Chắc muội muội, hôm nay chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, đợi mưa tạnh chúng ta hãy quay về nhé. Muội đang đợi câu này của tỷ đấy. Tam ca và lục ca của tỷ phát hiện chúng ta đi lâu như thế còn chưa quay lại, chắc cũng lo lắng chết mất. Đương nhiên rồi, chắc muội muội đi cùng ta, đương nhiên lục ca sẽ lo lắng. Hai má Trác Như Quân đỏ bừng, có chút xấu hổ. Bà ơi, đây là hạt giống chúng con mang theo, bà đợi đến khi mưa tạnh gieo mấy hạt giống này xuống, mấy ngày sau nó sẽ mọc mầm, đến lúc đó bà cũng có thể tự mình nấu ăn, vậy thì tốt quá. Cả làng này đừng nói là hạt giống, ngay cả rễ cỏ dưới đất cũng bị châu chấu ăn mất. Có chừng này hạt giống, làng chúng ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại rồi. Nếu con trai và con dâu ta có thể quay về thì tốt rồi. Bà ơi, con trai và con dâu như thế không cần cũng được. Đúng thế, con nói đúng, không cần cũng được. Dù sao thì chúng cũng chạy sang huyện khác rồi, chắc cũng đã sống sung sướng hơn rồi. Ta vẫn nên ở đây đợi phu quân quay về thì hơn. Chắc Như Quân nghe bà ấy nhắc đến phu quân mấy lần, cũng tò mò. Bà ơi, phu quân của bà đã qua đời rồi à? Bà lão lắc đầu nói, phu quân ta bị bắt đi khi còn trẻ. Có người nói ông ấy đã chết, nhưng không biết đã chết hay còn sống. Ta vẫn luôn ở đây đợi ông ấy. Nếu còn sống, nói không chừng có thể gặp lại ông ấy một lần. Nếu chết rồi, ta sẽ ở đây đến khi chết, để ông ấy có nơi để về. Cũng tốt, bà ơi, chúng con đi trước nhé. Nếu có chuyện gì, có thể tới nha huyện Thanh Phong tìm tụi con. Đại ân đại đức của các con ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này các con cần ta giúp gì, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tiểu thất Nguyệt và Trác Như Quân mỉm cười, cũng không nghĩ tới việc bà ấy sẽ báo ân. Đợi đến khi mưa ngớt, Tiểu thất Nguyệt và Trác Như Quân lên xe ngựa, đi về huyện Thanh Phong. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, đã bị người ta chặn đường lại. Đàm tiểu thư, Trác tiểu thư, công tử là tại hạ họ Phùng, là sư gia của thương huyện lệnh. Là Đoan Vương điện hạ bảo công tử tới tìm chúng tôi sao? Vâng, thưa Trác tiểu thư. Thế chúng ta về nhé. Vâng, thưa Trác tiểu thư, để tại hạ dẫn đường. Đa tạ Phùng sư gia, Trác tiểu thư khách khí rồi, đều là việc tại hạ nên làm. Nói rồi, hắn quay người về xe ngựa của mình. Không ngờ một nha huyện nhỏ vậy mà lại có một vị sư gia như vậy. Đúng vậy, trông có vẻ không đơn giản, nhưng vẫn không bằng mấy ca ca của tỷ. Đương nhiên rồi, không ai sánh bằng ca ca nhà tỷ đâu. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem lúc về làm sao giải thích với tam ca và lục ca của tỷ thi hơn. Tiểu thất Nguyệt của thực có chút lo lắng, bình thường cô không sợ ai, chỉ sợ Đàm Tam Nguyên. Ngày hôm sau, thương huyện lệnh đưa Đàm Tam Nguyên và những người khác đi phát thức ăn. Chẳng xem còn chưa đi được bao lâu, mới tới huyện Thanh Phong đã có đồ ăn rồi này. Sớm biết thế đã không bỏ rơi mẹ. Không bỏ rơi ư? Nếu không bỏ rơi, còn chưa tới huyện Thanh Phong chúng ta đã chết đói rồi. Cũng không biết nạn đói này sẽ kéo dài bao lâu. Người phụ nữ liếc hắn ta rồi nói, đừng phí lời nữa, mau ăn đi.
rồi đi lấy thêm vài cái nữa. Thất Nguyệt, tỷ xem phu thê nhà đó trông giống bà lão bị bỏ rơi ở làng Phúc Hòa không? Nghe giọng nói của họ, chắc là bọn họ đấy. Hai người này đã không quan tâm mẹ già sống hay chết thì thôi đi, còn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Thật là đáng ghét. Con người ấy à, đều có nhân của báo ứng cả. Nói không chừng bị vứt bỏ cũng không phải là chuyện xấu. Chắc Như Quân nghe thấy vậy, có chút mơ hồ. Lúc này người đàn ông xếp hàng xong lại quay lại. Nương tử, nhìn vị sư gia đó xem, có phải rất quen mắt không? Không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp ngài ấy sao? Sao lại trông quen mắt được chứ? Chắc chàng nhìn nhầm rồi đấy. Nương tử, nàng nhìn kỹ mà xem, có phải rất giống vị thầy giáo đó không? Ta thấy chàng đó nên hoa mắt rồi đó. Khuôn mặt đó chẳng giống chút nào. Nàng ngốc thật đấy, đừng lúc nào cũng nhìn mặt người khác. Xem cái khí chất đó có phải cùng một người hay không. Người phụ nữ không kiên nhẫn liền tùy tiện nói, được rồi, đừng nói nữa. Thoạt nhìn quả thật là trông có chút giống. Cũng không biết vị tiên sinh đó đi đâu rồi. Thật đáng tiếc. Khó khăn lắm con của chúng ta mới có thể đi học. Tôi thấy vị tiên sinh đó là tai họa đấy. Làng chúng ta vốn dĩ đang yên ổn, nhưng cậu ta mới đến được vài ngày liền có nạn châu chấu. Nàng nhỏ tiếng chút, đừng để người ta nghe thấy. Người phụ nữ sợ bị mấy người bên cạnh nghe thấy liền lập tức im miệng. Thất Nguyệt, tỷ nói xem trên đời này có tai họa không? Trên đời này rất nhiều chuyện là phúc. Có phúc thì cũng có họa. Người muội cho rằng là ôn thần cũng có thể là phúc. Người muội cho là phúc cũng có thể là ôn thần. Chắc Như Quân có chút không hiểu được, nhưng lại nhớ lời của cặp vợ chồng kia. Mặc dù giờ nạn đói đã không còn nữa, nhưng cuộc sống lại khổ sở hơn nhiều so với trước kia. Vài ngày sau có người đến cửa, tìm bà lão kia. Bà ơi, đây có phải là nhà họ Từ không? Là nhà họ Từ, đây là nhà họ Từ. Bà ơi, ở đây chỉ có mình bà thôi sao? Tiên sinh, cậu tới nhà tôi làm gì? Thưa bà, tôi tới đây tìm người. Thay lão gia nhà chúng tôi tìm người. Lão gia nhà cậu ư, ông ấy là ai?